Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ok, mọi người thấy là khung cảnh xung quanh nó đang kiểu hơi tối. Vậy là ngoài trời nó đang mưa, mà như cảm giác là như ở trong cái kiểu tối tối, xong cái bật đèn mờ, đèn vàng thì nó sẽ kiểu ấm cúng với mọi người, rất là chill luôn. Chill mà quên việc của làm video luôn mọi người. Nhưng mà không sao, hôm nay Nhi lại lên video cho mọi người đây và Nhi sẽ chuyển qua một vài cái món đồ về chủ đề Trung Thu trong năm nay với là những cái năm trước để mọi người có thể tham khảo và chốt đơn nha. Ok, cùng vào video thôi. Hello mọi người, hiện tại Nhi đang ở trong game đây. Ok, không biết là hôm nay ở chỗ mọi người nó có bị mưa không, chứ ở chỗ tôi là nó mưa cả ngày luôn rồi đó. Kiểu nó mưa mà nó mưa to lắm. Tôi đang dùng mic tắt tiếng ồn á, chứ không tôi mà mở tiếng ồn ra là mọi người sẽ nghe tiếng mưa ào 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 nha. Thì hôm nay cũng là những cái ngày mà sắp tới Tết Trung Thu rồi. Rằm Trung Thu ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm sẽ luôn có những cái lễ hội như là múa lân, rồi rước đèn các kiểu. Năm nay thì mình chưa thấy là game có cái sự kiện gì riêng hẳn cho cái việc Tết Trung Thu. Nhưng mà những năm trước thì chúng ta đã có những cái món đồ đặc biệt dành riêng cho Tết Trung Thu, cũng như là có những cái sự kiện rước đèn. Thì hôm nay Nhi sẽ cùng với mọi người điểm qua lại một vài cái món đồ trong quá khứ, trong là mấy năm trước mà game đã tung ra trong mùa Tết Trung Thu nha. Thực ra thì trong cửa hàng mình cũng thấy bắt đầu xuất hiện những cái bộ đồ mà liên quan tới chủ đề Trung Thu rồi. Nhưng mà trước khi mà đi vào cửa hàng để xem những cái bộ đồ đó thì cùng mình đổi đồ trong cái sự kiện cũ đó nha mọi người. Nhi đang thắc mắc là không biết 2 ngày nữa, 3 ngày nữa thì mới tới ngày thứ 5, nhưng mà 1 ngày 14 giờ nữa là đã kết thúc sự kiện này rồi. Thì không biết là đợt này game có cập nhật sớm một ngày không ta, kiểu như là chuyển qua cái ngày cập nhật là ngày thứ 4 ấy. Nhi đã tích được 7.074 xu, thì không biết là với trận này xu nó có mở được cái xe cuối cùng không nữa. Dạo này Nhi cứ quên đi làm nhiệm vụ ấy mọi người. Ok, nhận nha. Bộ nữ là Nhi có rồi nè, giờ Nhi sẽ nhận bộ nam. Tóc đắt quá nhỉ. Nhi xu luôn à. Bộ áo nè. Ê, tính ra cái nhân vật nam có Nhi nó chưa đủ đồ, đủ xu để mà đổi được bộ đồ luôn á. Áo quần. Cái giày. Sắp đạt được cái hộp thứ hai rồi nè. Ở cái trái tim này hả? Hộp thứ hai nha mọi người. Hộp sự kiện cao cấp, mình quên coi là cái hộp này có gì rồi. Con gấu hả? Dễ thương vậy. Cầm trên tay đúng không? Mình có bông pastel. Cái là cái gì á? Cái má sticker trái tim, chỉ số dễ thương cộng 3344234 với sticker trái tim kiss. Ủa, cái số đó, cái mã số đó là nó có ẩn ý gì không trời? Không biết nha. Ê, với 3 ngàn xu sao đủ ta? Cái gì cậu thích cớ, thích cậu vậy trời? Tôi chướng mắt rồi nha. Ôi chớ là không đủ xu mọi người ơi, lo quá nhờ. May quá, đủ luôn. Trời ơi, cuối cùng thì cũng đủ. Nhưng mà mặc dù như chưa đủ hết đồ trong sự kiện nha mọi người. Cái xe đạp tình yêu. Vậy là như không có bỏ sót cái món đồ sự kiện nào hết. Chiếc xe đạp tình yêu mà hai người cùng nhau chạy trôi dễ thương quá vậy. Hai cái yên xe hình trái tim nữa kìa. Ở cái màu nó cũng xinh nha, màu pastel, màu xanh gì đó, xanh vàng nè. Nem thỏ nè. Sticker trái tim, bộ đồ chơi dễ thương quá. Giày, cái quần. Gucci. Đợi như cất bớt đi nha. Đây nè, bốn cái biểu tượng mới nè. Dễ thương ha. À, có tóc nữa nè. Đó, kiss kiss nè. Love me nè. Hình trái tim nè. Bắn tim, ôi bắn tim dễ thương ha. Bắn tim dễ thương quá à. Trời ơi, dễ thương quá. À, còn cái xe. Ở đợi tôi xin để tôi ra ngoài khỏi nhà để tôi dùng cái xe cho mọi người xem ha. À, con gấu bông pastel. Ôm lên người hả, tôi tưởng cầm nó tay luôn á. Ôm lên người dễ thương vậy. Mà tối quá không thấy gì luôn. Ê, dễ thương nha, còn cái xe sao nè. Đây. Ơi, vậy là xe này chở được á. Chỉ có couple mới có thể đi phương tiện này nè. Bạn bè nè, couple nè. Bạn bè couple. Chỉ có couple mới được đi xe này. Nhưng mà couple của tôi thì hiện tại nó đang không ở đây nha mọi người. Đau chua xót thiệt chứ. Nhưng cái yên xe nó phát sáng này ghê không mọi người. Nó có đèn. Đi buổi tối thì hơi tối nhưng mà yên xe nó phát sáng nha. Ê, nó còn có hiệu ứng phía sau đuôi xe nữa nè. Trái tim rớt ra, bay ra kìa. Trời ơi, dễ thương quá à. Tốc độ nó bao nhiêu vậy? Mình nghĩ chắc nó cũng không có cao ấy. Tốc độ là 5.5, hình như nó cũng bằng mấy xe này. Đúng rồi,
và mấy cái xe sự kiện á. Nói chung là mấy cái xe sự kiện đợt này kiểu xinh ha. Cái xe tuần đợt sự kiện trước á là nó bay được nè. Cái xe này thì kiểu là tình yêu chở người được nha. Rồi ok vô lại nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thử là trong cái cửa hàng hôm nay chúng ta có những cái bộ đồ nào mới cho Trung Thu. Thực ra thì mình cũng không chắc là có phải nó mới trong hôm nay không, tại vì mấy bây giờ tôi không có bấm vào cửa hàng á. Nhưng mà đảm bảo với mọi người là đồ trong cửa hàng rất là đẹp luôn nha. Đây trời ơi, mọi người thấy gì không? À từ cái đoạn cập nhật là nó đã cập nhật cái bộ đồ Oi Oi Ochakun này rồi nè mọi người. Em nhìn bộ đồ đó buồn cười quá. Với là tiếp nối sang cái chủ đề đám cưới kết hôn ấy, thì game cũng ra thêm những cái gói như gói áo phục cưới nè, gói xem môi trường đám cưới, nói chung là những cái gói dành cho riêng cho cặp đôi đám cưới nha. Và tất nhiên là mình chỉ được ngắm nhìn thôi chứ cũng không có ý là nghĩa gì qua đó đâu. Còn đây nè, hai bộ đồ hôm nay là hai bộ đồ dành cho Trung Thu. Một bộ đồ là Nguyệt Thố Trăng Rằm. Bộ đồ này là thiết kế theo thời trang văn hóa của người Hàn Quốc. Đây nha mọi người, đôi mắt thỏ ngọc thố mắt to gì nè, cái gì chốt dori hoa nguyệt thố, cái mà đội trên đầu của bộ đồ à, hắn bốc với mọi người tóc vĩnh tang nguyệt thố. Cái này có mình tiếc một cái là tóc thì xinh nhưng mà nó không mắc hai cái tai á, thành ra khi mọi người phối đồ thì nó hơi sẽ hơi sẽ hơi hạn chế một xíu, nhưng mà bộ đồ hắn bốc siêu đẹp. Bộ đồ hanbok này kiểu như là cách tân ấy, mọi người ngắn lên nhưng mà siêu đẹp ha. Trời ơi, bộ đồ hanbok đúng đỉnh luôn. Bạn nào mà thích những cái trang phục truyền thống của Hàn Quốc thì đây bộ này quá chuẩn. Màu sắc phối nó cũng xinh nữa. Thêm đôi giày tất truyền thống này, nói chung là bộ này rất là đáng yêu nha. Phong cách đáng yêu cute học me là chốt bộ này liền. Còn người Việt thì sao? Chúng ta rất là được may mắn, được nhà phát hành gọi là ưu ái cho một cái bộ đồ. Bộ đồ được thiết kế bởi một bạn player của người Việt Nam, Táo Mê Vẽ. Thì mọi người thấy cái bộ đồ này sao? Mình thấy nó quá xuất sắc luôn ấy mọi người ạ. Thiệt sự nha, đã vậy nhà phát hành còn trợ giá giảm 50% cho mình. Tức là mình chỉ còn có 79k để mình chốt bộ đồ này thôi. Trời ơi, xuất sắc quá luôn á mọi người, siêu rẻ. Sẽ phân ra hai bộ nam với nữ. Nam á thì nó sẽ nhiều hơn một món tại vì nó tách cái áo với cái quần ra, chứ thực ra nó cũng giống với nữ. À cái khuôn mặt của nam thì nó sẽ cười mỉm nhẹ, còn nữ thì nó hơi đanh mặt lại xíu nha. Nhưng mà cái đầm nữ siêu xinh nè mọi người. Ôi đầm mới lần xinh quá, tóc nữa, tóc cột hai chùm dễ thương quá à. Chúng ta sẽ có một cái mũ lân. Ê, nhưng mà hay lắm nha. Kiểu mũ lân thường thường người ta sẽ trùng. À để lát nữa mình cho mọi người xem cái bộ đồ lân năm ngoái. Nó kiểu là nó trùng hết luôn, thành ra là sẽ không thấy mặt người á. Nhưng mà cái đồ lân năm nay kiểu mọi người xem, nó vừa gọn để mà thể hiện được cái không khí Trung Thu, nhưng mà nó cũng vừa ok để mà chúng ta có thể phối với nhiều đồ khác luôn. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. Một cái mũ, một khuôn mặt, một đầu tóc, một bộ đồ và một cái đôi giày. Quá xuất sắc nên là chắc chắn rồi. Hôm nay mình sẽ chốt cái bộ đồ gói cô bé nghệ nhân lân này nha. Lát nữa chốt xong mình sẽ review cho mọi người hiên. Ok, đập hộp nó nha. Mời kim cương. Cái mũ lân. Mũ múa lân, đội mũ múa lân lên và nhảy múa thật vui trên đường phố. Ok. Tóc cô bé mỗi lần này dễ thương này, đơn giản mà gọn gàng. Thắt tóc thành hai bím và búi lại bằng ruy băng một lần nữa để cố định. Cái giày hả? Cái mặt cô bé mỗi lần. Gừ, tôi là một cô bé mỗi lần đầy kiêu hãnh, sang chảnh rồi đó mọi người. Ủa cái đầm, trời đầm xinh quá à. Chiếc đầm giúp cho hàng mỗi lần trở nên nổi bật hơn. Giày bịch mỗi lần. Ủa cái giày nó cũng có cái tai thỏ, ai lộn tai mèo hả? Nhỏ nhỏ ở trên này. Rồi mình sẽ mặc thử cho mọi người xem nha. Đầu tiên là cái đầm, mình có thể thay tóc cho nó trước không, nhìn nó cứ buồn cười ấy. Nữ hai chùm tóc cô bé mỗi lần tròn như thua quá. Ơi thề cái mặt của tôi nó hợp với mọi đồ luôn ấy mọi người ạ. Cái khuôn mặt của tôi đẹp rồi, không cần có đổi qua cái này đâu ấy mọi người nhỏ. Mặc dù mặt này cũng xinh đó, mặt này cũng xinh nè, nhưng mà tại vì tôi thích cái sự thân thiện nên là tôi sẽ để lại cái mặt của tôi nha. Tiếp theo là cái mũ lân. Không dễ thương. Em ơi, đáng yêu, nó hết kiêu hãnh rồi, nó chuyển qua đáng yêu rồi mọi người ạ. Đôi giày nữa. Giày lân, phun bộ nha. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi ok, sẵn tiện vừa thay xong cái bộ đồ Trung Thu của mùa này, Nhi sẽ review cho mọi người những cái món đồ trong cái mùa Trung Thu trước. Ok, ở đây nha mọi người. Đầu tiên là bộ đồ thỏ. Thực ra cái bộ đồ thỏ này nó không phải là bộ đồ thỏ ngọc đâu. Ra trước đó, sau đó kiểu mọi người mặc cái bộ đồ này vô y chang một con thỏ ngọc luôn. Thành ra là từ cái lúc mà Trung Thu cái là mọi người đua nhau biến hóa thành thỏ ngọc ấy. Mình sẽ thay cho mọi người xem thử nha.
Đó, cho mình thấy cưng không? Trời ơi, cái bộ điện thoại này rất là hot đấy. Mình nghĩ là những cái người chơi lâu năm á, đa phần các bạn ấy sẽ chốt cái bộ này, tại bộ này quá là dễ thương. Và cái dịp trung thu năm ngoái á, thì mình cũng đã từng hóa thân thành Thỏ Ngọc để mà chơi trung thu á mọi người. Dễ thương không? Trời ơi, cưng ha. Rồi, bên này tiếp tục ở bên này á, mọi người sẽ thấy là có phần đầu lân và một cái phần đuôi lân. Thì với hai cái bộ đồ này mọi người phải để dáng hình nhỏ, nhỏ em bé thì mọi người mới mặc được. Và không phải là mọi người mặc được cả hai cái đâu nha. Tức là một bạn sẽ hóa thành cái đầu lân, còn những cái bạn còn lại thì hóa thành đuôi lân. Và cái bộ này là nó tặng trong dịp trung thu. Thì khi mà tất cả các người dân trên đảo Kaya đều cùng có bộ này á, thì các bạn ấy đã cùng nhau gọi là nối đuôi nhau và kết thành một cái con lân siêu dài. Eo ơi, hồi đó kiểu mọi người chơi cái mặc cái bộ này chơi rất là vui luôn. Nó y chang như cái bộ đồ Takoyaki đợt vừa rồi mà được mới cho xong, cái mọi người kết nối thành một cái hàng dài đó. Thì cái đợt mà cái bộ đồ mới lần này ra mọi người chơi với nhau khá là vui á mọi người. Đây mình sẽ thay cho mọi người xem nha. Nhưng mà có một cái là cái bộ đồ lân này khi mà mặc vào á, thì mọi người sẽ bị kiểu mất luôn cái phần mặt, nó chỉ có phần đầu lân thôi. Vì tương tự với cái đuôi lân cũng vậy. Khi mà mọi người thay xong là kiểu mọi người sẽ không có thấy được mặt mình luôn. Thành ra ai cũng như nhau ấy, ngoài từ cái tên ra. Năm nay mình mới nói là cái bộ đồ mới nó rất là hay ở cái chỗ là nó vẫn thể hiện được cái tinh thần trung thu nhưng mà vẫn để lại cái mặt cho mình đó. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái món đồ thuộc trung thu nữa. Đây, một trong những cái món đồ đèn lồng giấy thỏ. Chơi với đèn lồng thỏ dễ thương. Đó, cái đèn này để mình bật tối là mọi người sẽ thấy nó sáng lung linh luôn. Đi ra ngoài buổi tối là kiểu bao bao sáng, bao nổi luôn á mọi người. Đó, nó lấp lánh này, nó còn kiểu ra được cái hiệu ứng như kiểu đom đom đóm ấy mọi người. Xinh ha. Ngoài cái đèn lồng con thỏ này, nó có một cái đèn lồng ngôi sao nữa. Đây đây nha mọi người ơi, món tiếp theo là đèn lồng giấy ngôi sao. Đây nha mọi người, tìm nãy giờ cái đèn này còn xinh hơn nữa nè, mọi người thấy không, nó hình ngôi sao đúng chuẩn đặc trưng của Việt Nam luôn ấy. Eo ơi xinh lắm ấy mọi người, đợt mà nó ra cái đèn này chỗ đi đâu cũng cầm cái đèn này luôn ấy. Xinh ha mọi người. Thì á, bạn Mai mà bán cái mấy cái đèn lồng này cũng đã trở lại trên đảo Kaya, nhưng mà mình vẫn chưa tới gặp lại bạn và xem thử là bạn có bán được hết tất cả những cái đèn cũ năm ngoái không. Thì bây giờ mình sẽ cùng với mọi người ra ngoài khu plaza xem thử nha. Đây Mai đây mọi người, đây. Ồ, Mai đang đi bán thêm cái đèn cá chép. Đèn gì? Đèn cá chép nha mọi người nè. Ồ, đèn lồng cá chép xịn nhở. Phải mua thôi chứ biết sao giờ, mặc dù 48 kim cương cũng hơi đắt 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 xíu nhưng mà không sao, mình sưu tầm mà đúng không. Mai là một cái người bạn gọi là chuẩn người Việt Nam luôn, mọi người Việt nha. Rồi mua đèn lồng cá chép chơi đùa với chiếc đèn lồng giấy cá chép rực rỡ, yêu xinh quá. Đèn trời, ui có đèn trời nữa hả, thêm 36 kim cương nữa. Thôi chơi luôn, review cho mọi người, review đủ luôn ha. Rồi ok, Nhi sẽ thử hai cái đèn lồng mới cho mọi người xem. Đầu tiên là đèn lồng cá chép. Đây, xinh quá nè. Ôi, nó phát sáng rồi, nó cũng lấp lánh nữa. Cá chép có đuôi 7 màu hả, xinh nhờ. Ui, năm nay có đèn lồng cá chép xinh quá mọi người ơi. Ui, vừa hay kiểu trời tối luôn mọi người, rước đèn hợp lý nhờ. Nè, xinh quá à. Rồi ok, ngoài cái đèn này ra thì có cái đèn lồng trời gì. Cái đèn trời chứ, để mình xem cái đèn đó dùng sao. Ồ, cái đèn nhưng mà nó không không thả lên trời được nha mọi người, nó chỉ cầm lên tay thôi nhưng mà xinh nha. Kiểu cầu nguyện á, nó có một cái ở chỗ nào nhờ mình không nhớ nữa, nhưng mà nó có một cái tục tục lệ á là cái đèn này mình sẽ viết điều ước lên xong cái mình thả lên trời là điều ước sẽ thành sự thật đó mọi người. Nhưng mà cái đèn này mình không có thả được, mình chỉ có thể cầm như thế này thôi nha. Ê, cũng xinh chứ bộ, nhưng mà nó hơi mắc so với cái đèn kia nhìn xinh hơn ấy nè. Dễ thương quá. Bạn nào chưa không có nhiều kim cương lắm thì mình có thể sang gặp Mai và chốt một cái đèn nào mọi người thích nhất thôi ha. Mình đã review cho mọi người có bốn cái đèn đó để mọi người có thể cân nhắc nha. Ok, và ngoài ra ngày hôm nay cũng là ngày 25, là ngày cuối cùng trong cái 25 ngày bên tòa nhà quà tặng ở khu trung tâm. Và mình cũng sẽ cùng mọi người qua bên đó để nhận huy chương ngày cuối cùng luôn ha. Đây mọi người nè, nhận ở đây nha. Các bạn ấy đang nhận kìa mọi người. Đây là chính là cái phương tiện của ngày hôm nay và cũng là quà tặng cuối cùng ở trong cái chuỗi ngày 25 ngày tòa nhà quà tặng. Mình sẽ nhận luôn hen. Cúp liên hoan phim 2023 phương tiện dành cho người chiến thắng liên hoan, mà ai cũng chiến thắng hết hả mọi người. Đây, cúp liên hoan đúng không? Tốc độ chắc cũng không có một chỗ à, không nó không có tốc độ luôn mọi người ơi. Nó kiểu không có tốc độ. Nó là phương tiện nhưng mà kiểu nó sẽ không di chuyển được nha mọi người.
nó sẽ đứng một chỗ qua những cái kiểu công văn canh ấy. Hồi trước có cái gói gì trong bỏ trong nhà mà mọi người đứng lên mọi người cũng bơi quay qua vậy á. Đây nè, dễ thương quá. Trời ơi, đâu ra đứng giữa trời đồng cái quay quay giống như công văn canh vậy mọi người ạ. Nhưng mà nó sẽ không di chuyển được hen. Ê, nhưng mà cũng xịn chứ bộ, kiểu đi ra ngoài ngay cái khu plaza đứng cái phương tiện này người ta nhìn mình như con khùng vậy á. À, trời ơi, nhìn như con khùng luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhấn nút đăng ký để xem bao nhiêu sầm xí vậy nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Rồi có bài được không vậy? Sayonara. Matane. Dễ thương quá. Cute.